Xin kính chào quý vị khán giả, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Tạp chí Ngân hàng phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút thứ hai hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, trước đây khi doanh nghiệp vay vốn ngân hàng phải thế chấp bằng tài sản đảm bảo là nhà cửa, nhà máy, đất đai, công xưởng với mức vay chỉ được từ 70 đến 80% thì nay có một loại hình giúp doanh nghiệp có thể tiếp cận vốn không cần tài sản đảm bảo và mức tài trợ có thể lên đến 90 đến 100%. Vậy loại hình đó là gì? Có khó tiếp cận hay không? Và tiêu chuẩn để được vay là gì? Chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này sẽ cùng tìm hiểu về mô hình này, đó chính là mô hình cho thuê tài chính. Vậy mô hình cho thuê tài chính là gì? Có những loại hình cho thuê tài chính nào? Hay mô hình này đã phát triển ở thế giới và Việt Nam ra sao? Phóng sự sau của chúng tôi sẽ đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này. Xin kính mời quý vị theo dõi. Thuê tài chính là một trong những phương thức huy động vốn của doanh nghiệp. Theo đó, bên cho thuê là các công ty cho thuê tài chính cấp tín dụng chung và dài hạn cho bên thuê là cá nhân doanh nghiệp thông qua việc cho thuê tài sản trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài chính. Bên cho thuê là công ty cho thuê tài chính mua tài sản theo yêu cầu của bên thuê, thanh toán tiền mua tài sản cho nhà cung cấp, cho bên thuê thuê tài sản trong thời hạn hai bên thỏa thuận, nắm giữ quyền sở hữu đối với tài sản trong suốt thời hạn thuê. Bên thuê quyết định lựa chọn tài sản, lựa chọn nhà cung cấp, nắm giữ quyền sử dụng tài sản trong suốt thời gian thuê, thanh toán tiền thuê cho bên cho thuê theo quy định tại hợp đồng thuê tài chính, có quyền sở hữu hoặc thuê tiếp hoặc trả lại tài sản thuê sau khi kết thúc hợp đồng thuê tài chính. Đối với cho thuê tài chính thì cách thức tài trợ trực tiếp thông qua cho thuê tài sản, thiết bị, phương tiện vận tải, dây chuyền sản xuất. Quyền sở hữu đối với tài sản là bên cho thuê, dựa trên thời hạn khấu hao, thời hạn sử dụng hữu ích của tài sản và năng lực tài chính của bên thuê. Khi kết thúc thời hạn hợp đồng thì có 3 cách linh hoạt, đó là chuyển quyền sở hữu tài sản, bên thuê trả lại tài sản cho bên cho thuê, bên thuê thuê tiếp tài sản. Mức tài trợ thông thường là từ 80 đến 90% giá trị tài sản, có thể lên đến 100% giá trị tài sản và các chi phí gắn liền với tài sản đảm bảo về cơ bản là không cần. Còn đối với hình thức cho vay thông thường thì cách thức tài trợ là bằng tiền, quyền sở hữu đối với tài sản là bên vay, thời hạn hợp đồng dựa trên năng lực tài chính của bên thuê và quy định của ngân hàng, bên vay trả hết nợ tất toán hợp đồng vay. Mức tài trợ tối đa 70 đến 80% giá trị tài sản, không bao gồm chi phí gắn liền với tài sản đảm bảo cần phải có. Cho thuê tài chính trên thế giới năm 2016, ra đời đầu tiên năm 1952 tại Mỹ. 1.100 tỷ đô la Mỹ là doanh số cho thuê tài chính của top 50 quốc gia dẫn đầu về cho thuê tài chính trên thế giới. Trong đó, top 5 bao gồm Trung Quốc là 206 tỷ đô la Mỹ, Mỹ 103 tỷ đô la Mỹ với khoảng 39% tổng đầu tư cho thiết bị tư nhân bằng hình thức thuê. Ở Anh là 82 tỷ đô la Mỹ, Đức 64 tỷ đô la Mỹ, Nhật là 50 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, cho thuê tài chính tại thị trường Việt Nam vẫn ở mức khiêm tốn là 0,4 tỷ đô la Mỹ, là dư nợ cho thuê của 6 công ty cho thuê tài chính trong Hiệp hội cho thuê tài chính Việt Nam. Thị trường cho thuê tài chính ở Việt Nam ra đời năm 1996, hiện tại có 11 công ty, 7 công ty 100% vốn của các ngân hàng trong nước, 3 công ty là 100% vốn nước ngoài, 1 là Vinasin theo Ngân hàng Nhà nước. Các mô hình cho thuê tài chính bao gồm cho thuê tài chính đối với người sử dụng cuối cùng, cho thuê tài chính phối hợp với nhà cung cấp và bán và thuê lại. Cho thuê tài chính đối với người sử dụng cuối cùng là mô hình theo đó công ty cho thuê tài chính trực tiếp thực hiện việc tìm kiếm, tiếp cận khách hàng và cho thuê tài chính các tài sản cho khách hàng sử dụng trực tiếp tài sản thuê đó, phục vụ cho hoạt động của mình. Cho thuê tài chính phối hợp với nhà cung cấp là mô hình theo đó công ty cho thuê tài chính liên kết với các nhà cung cấp. Các nhà cung cấp sẽ thay mặt công ty tài chính tiếp nhận và giới thiệu khách hàng để công ty cho thuê tài chính cung cấp hình thức cấp vốn dưới phương thức cho thuê tài chính tới các khách hàng mua thiết bị, máy móc của nhà cung cấp. Bán và thuê lại là mô hình theo đó công ty cho thuê tài chính mua tài sản đang thuộc sở hữu của khách hàng và cho khách hàng thuê lại chính các tài sản đó theo hình thức cho thuê tài chính để khách hàng tiếp tục sử dụng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
theo chương trình, mời quý vị theo dõi câu chuyện tại một doanh nghiệp đã được cho thuê tài chính để tìm hiểu xem những lợi ích mà cho thuê tài chính mang lại khác gì so với những hình thức đi vay truyền thống. Công ty Cổ phần Mỏ và Luyện kim Việt Nam là một doanh nghiệp sử dụng dịch vụ cho thuê tài chính từ khi mới thành lập, với tổng số hợp đồng đã lên tới gần 40 tỷ đồng tại công ty cho thuê tài chính của ngân hàng BIDV. Theo ông Nguyễn Kim Hùng, chủ tịch công ty chia sẻ, việc thuê tài chính giúp công ty giải quyết được áp lực với nguồn vốn dài hạn khi chỉ phải trả chưa đến 10% để thuê các tài sản cố định như máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất, phương tiện di chuyển, thay vì mua mới với giá trị vay ngân hàng tối đa cũng chỉ lên đến 75-80%. Như vậy, theo ông Hùng đánh giá, thuê tài chính giúp doanh nghiệp chỉ cần bỏ ra một khoản tiền nhỏ có thể sở hữu một số lượng tài sản lớn dài hạn. Hiện tại thì chúng tôi đang có thuê tài chính của ngân hàng BIDV một cái khoảng gần 40 tỷ. Thì thực tế ra là nếu không có cái khoản thuê tài chính này thì cái việc cân đối vốn dài hạn nó cũng là một cái áp lực lớn đối với công ty. Vì là đối với các anh chị doanh nghiệp như chúng tôi này là sản xuất ấy, thì cái vốn dài hạn là chiếm thị trọng lớn và nó lâu thu hồi. Thế trong khi mà cân đối nguồn vốn nếu mà vay ngân hàng trung dài hạn thì họ cũng chỉ tài trợ tối đa được khoảng 75-80% giá trị được ghi trên hóa đơn của thiết bị. Thì cái thuê tài chính thì nó rất là khác biệt. Đó là nó nghĩa là người ta hỗ trợ cho chúng tôi 100% tổng cái giá trị đầu tư dự án. Cụ thể như một cái xe vận tải chẳng hạn. Nếu mà vay ngân hàng, giá trị xe trên hóa đơn là 1 tỷ thì ngân hàng sẽ cho vay là 800 triệu. Công ty chúng tôi phải bỏ ra thêm hơn 400 triệu nữa. Thì nếu mà sử dụng dịch vụ thuê tài chính thì chúng tôi chỉ phải bỏ ra chưa đến 10% trên 1 tỷ 2. Nghĩa là chúng tôi bỏ ra có khoảng 80 triệu thôi. Và điều này rất là quan trọng. Thì thứ nhất là liên quan đến cơ cấu vốn. Thì nó giúp chúng tôi là với một khoản tiền vốn chủ sở hữu giới hạn nhưng mà nó có thể đầu tư được một cái lượng tài sản dài hạn lớn. Và đây là cái điểm rất là khác biệt của thuê tài chính đối với lại vay ngay ngân hàng dài hạn. Phân tích về vai trò của cho thuê tài chính, ông Nguyễn Thiều Sơn, Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính trách nhiệm hữu hạn BIDV Sumichurch cho biết, thuê tài chính giúp huy động nguồn lực của doanh nghiệp cho sự phát triển bền vững, là kênh huy động vốn trung dài hạn hiệu quả, giải đáp được các bài toán về cân đối dòng tiền, tái cấu trúc nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích cho doanh nghiệp. Chúng tôi là một công ty tài chính và cấp tín dụng bằng hình thức là cho thuê tài sản. Do vậy thì chúng tôi cũng có giống như các ngân hàng thương mại, chúng tôi xây dựng một cái hệ thống xếp hạng tín nhiệm cho khách hàng, trong đó dựa trên cái những yếu tố chính là bao gồm là cái lịch sử về tài chính của khách hàng, cái thứ hai là các cái dự án kinh doanh của khách hàng trong tương lai, quan trọng là các dự án đấy có tiềm năng hay không, có khả năng khả thi hay không, và một điểm nữa thì chúng tôi cũng dựa trên những cái tài sản mà khách hàng dự định thuê. Và các cái khách hàng của chúng tôi thì trên cơ sở cái hệ thống xếp hạng tín nhiệm đấy thì chúng tôi kể cả những khách hàng vừa và nhỏ mới thành lập 1, 2, 3 năm chúng tôi đều có thể cho thuê, nhưng quan trọng là mức độ tín nhiệm của khách hàng. Trong khi đó, tại Mỹ, 80% doanh nghiệp đều thuê một phần máy móc thiết bị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Các chuyên gia cũng cho rằng Việt Nam sẽ là thị trường tiềm năng cho dịch vụ cho thuê tài chính. Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định, tạo nhu cầu lớn về máy móc thiết bị và phương tiện vận tải, phục vụ đầu tư sản xuất. Thuê tài chính sẽ là một giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua các rào cản tiếp cận vốn, nhất là nguồn vốn trung dài hạn, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu tài sản đảm bảo cho việc vay tín dụng ngân hàng. Như ở bên Mỹ thì rất nhiều những doanh nghiệp tìm đến các nhà cung cấp, những nhà cung cấp trang thiết bị hoặc là những công ty tài chính để mà có thể thuê tài chính theo cái dạng là thuê chung và dài hạn. Thì họ thuê chung và dài hạn như thế, đến cuối cùng họ có thể sở hữu được cái trang thiết bị như thế. Nhưng mà nó khác với cái hình thức là mua ngay, mua đứt bán đoạn lúc đầu. Tại vì mua đứt bán đoạn lúc đầu thì cái giá của nó có thể rất cao và nhiều doanh nghiệp không có khả năng tài chính để mà mua. Thì thay vì là mua thì họ thuê tài chính, một cái công ty tài chính cung cấp cái loại thuê tài chính đó cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thể sở hữu cái trang thiết bị đó với hai cái hình thức, hoặc là một cái loại thuê tài chính ngắn hạn kêu bằng operating lease, hoặc là thuê tài chính chung và dài hạn được gọi là capital lease.
Theo kết quả một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đối với 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy có đến hơn 70% doanh nghiệp biết rất ít và chưa bao giờ tìm hiểu về tín dụng cho thuê tài chính, 20% doanh nghiệp hoàn toàn không biết về dịch vụ tài chính này. Như vậy, số công ty cho thuê tài chính thì ít, người muốn thuê thì không biết, nên hình thức tín dụng này mặc dù tạo rất nhiều thuận lợi cho doanh nghiệp nhưng lại khá mơ hồ với các doanh nghiệp Việt Nam. Thưa quý vị, trong khi các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa như quỹ bảo lãnh tín dụng, các chương trình kết nối ngân hàng đều khó đem lại hiệu quả, thì loại hình tín dụng thuê mua tài chính được xem như giải pháp hữu hiệu cho bài toán nguồn vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa hiện nay, đặc biệt là nguồn vốn chung và dài hạn. Đây là một kênh huy động vốn phổ biến trên thế giới. Và nếu phát huy tối đa lợi ích thì thuê tài chính sẽ là một kênh dẫn vốn hiệu quả và mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp. 8.600 tỷ đồng là mức dư nợ toàn thị trường của mô hình cho thuê tài chính tại Việt Nam tính đến hết quý 2 2018. Con số này còn quá nhỏ bé so với tổng doanh số thuê tài chính toàn cầu lên tới 1.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Còn theo kết quả một cuộc khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI với 1.000 doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau cho thấy có đến hơn 70% doanh nghiệp biết rất ít và chưa bao giờ tìm hiểu về tín dụng cho thuê tài chính. 20% doanh nghiệp hoàn toàn không biết về dịch vụ tài chính này. Bởi tâm lý doanh nghiệp vẫn thích vay ngân hàng vì có sự chủ động trong việc sử dụng nguồn vốn. Vay vốn của ngân hàng về thì người ta, ví dụ như vay 10 tỷ, về người ta mua thiết bị chỉ hết còn 6 tỷ, nhưng mà người ta khai là mua hết 10 tỷ, người ta dùng 4 tỷ vào việc khác. Có thể là dùng vào vốn lưu động hoặc là có thể tức là biển thủ, mấy cái ông đi mua. Rồi thì có thể tức là đầu tư vào bất động sản, mua một cái nhà hay cửa gì đấy, đại thể thế. Tức là khó kiểm soát cái mục đích sử dụng vốn của họ. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hoạt động cho thuê tài chính cũng tương tự như hoạt động cho vay thông thường tại các ngân hàng thương mại. Tuy nhiên, khi rào cản về tài sản đảm bảo là nguyên nhân chính dẫn đến việc khó khăn trong tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, thì mô hình cho thuê tài chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả cho các doanh nghiệp lựa chọn. Cái việc mà gọi là thuận lợi hơn, cái hoạt động cho thuê tài chính này đó, nó thuận lợi hơn cái hoạt động cấp tín dụng thông thường ở các ngân hàng thương mại, ở cái điểm gọi là doanh nghiệp thì không cần cái tài sản đảm bảo. Họ vẫn có thể sử dụng được máy móc thiết bị mới để đưa vào các hoạt động sản xuất kinh doanh. Mà máy móc thiết bị này theo đánh giá của chúng tôi đó thì nó là nguồn vốn trung và dài hạn mà nếu mà các doanh nghiệp mà muốn có thay đổi máy móc thiết bị, muốn sử dụng máy móc thiết bị ở công nghệ mới dân thì họ phải có một cái nguồn vốn để đầu tư, mà cái hình thức cho thuê tài chính này có thể nói đây là hình thức phù hợp nhất đáp ứng được yêu cầu này của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa của chúng ta hiện nay. Theo phân tích của các chuyên gia về vai trò của mô hình cho thuê tài chính thì đây chính là kênh dẫn vốn trung và dài hạn hiệu quả cho cả ngân hàng và doanh nghiệp, giải đáp được các bài toán về cân đối dòng tiền, tái cấu trúc nguồn vốn và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích cho doanh nghiệp. Là cái mô hình này nó chính là một cái xu hướng của thế giới trong cái vấn đề là hỗ trợ cái nguồn vốn trung dài hạn cho các doanh nghiệp. Họ có cái nhu cầu về mua sắm máy móc thiết bị trong khi là họ khó tiếp cận được cái nguồn vốn từ phía nguồn vốn trung và dài hạn từ phía các cái ngân hàng thương mại. Cho nên là chắc chắn là trong thời gian tới thì các cái ngân hàng thương mại họ sẽ nỗ lực trong cái vấn đề rằng là hỗ trợ vốn cho các cái công ty cho thuê tài chính để đáp ứng được cái nguồn vốn trung dài hạn thông qua cái vấn đề là mua máy móc thiết bị để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp. Chúng ta cũng biết là cho thuê tài chính nó có một cái ích lợi là giúp cho doanh nghiệp đổi mới được công nghệ, mua sắm được công nghệ mà không bắt buộc phải lo một nguồn vốn đầu tư ngay ban đầu, và họ có thể dùng quyền thuê mua. Và nếu họ hoạt động không hiệu quả thì họ trả lại và họ chỉ mất một số tiền. Đó là một cái nghiệp vụ rất quan trọng để giúp cho các doanh nghiệp đổi mới công nghiệp. Nhờ vậy thì các doanh nghiệp họ mới có thể có được thiết bị mới bằng cái quá thuê mua. Đó là điểm nhấn mạnh. Kinh tế Việt Nam được dự báo tiếp tục đà tăng trưởng ổn định với mức tăng GDP hơn 6,5% giai đoạn 2018-2020, tạo nhu cầu lớn về máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải đường bộ phục vụ đầu tư phát triển. Với sự tăng trưởng của nền kinh tế, thị trường cho thuê tài chính Việt Nam được kỳ vọng có nhiều tăng trưởng. Do đó, sự ra đời của giải pháp thuê tài chính và công ty cho thuê tài chính sẽ giúp doanh nghiệp huy động vốn và giải quyết nhu cầu về vốn cho hoạt động sản xuất hiệu quả tối đa.
Qua những phóng sự vừa rồi có thể thấy cho thuê tài chính là một loại hình đem lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực như vậy cũng có nhiều câu hỏi được đưa ra như có lợi như vậy thì liệu có rủi ro gì không? Có khó khăn gì đối với bên cung cấp dịch vụ hay không? Và Việt Nam nên học hỏi gì từ kinh nghiệm quốc tế để phát triển và quản lý mô hình này một cách hiệu quả? Chúng tôi sẽ tiếp tục đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi này trong chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần tới, phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút tối thứ Hai ngày 26 tháng 11 trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Đến đây chương trình Tạp chí Ngân hàng cũng xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vtv.vn hoặc cập nhật thông tin chi tiết qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.